Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong đêm nay và ngày mai, bớt hình thế gây mưa vẫn còn hoạt động tại miền Bắc. Các tỉnh Đông Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả nên sẽ có mưa vừa có nơi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Đến trưa và chiều mai, mưa chỉ tập trung ở khu vực các tỉnh như Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh. Mưa giảm, thậm chí trời còn có khả năng hứng nắng nhẹ về chiều. Vì thế, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 20-23 độ. Với các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ vẫn thấp 18-21 độ, tiếp tục duy trì tình trạng rét cả ngày. Lưu xuống khu vực miền Trung, do khối không khí lạnh tăng cường trở lại cũng làm tăng mưa cho khu vực phía Bắc của miền Trung. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực này sẽ có mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ vì thế vẫn thấp, phổ biến từ 19-22 độ, trời rét. Trong khi đó, ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, trong đêm nay và sáng mai cũng có mưa nhỏ, rải rác. Nhiệt độ ngày hôm nay và ngày mai tăng nhẹ lên ngưỡng từ 21-25 độ. Với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết ít thay đổi, vẫn có nắng trong buổi trưa và chiều. Nhiệt độ cao từ 27-30 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay và ngày mai vẫn là hai khu vực có trạng thái thời tiết ổn định. Đêm không mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai cho đến 3 ngày tới. Ở phần phía Bắc của Tây Nguyên là từ 27-31 độ. Phần phía Nam thấp hơn một chút, từ 28-31 độ. Còn ở Nam Bộ với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 30-33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Ở vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai tiếp tục lưu ý tới hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp dưới 1 km. Ngoài khơi khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng đông bắc đến đông ở mức cấp 3-4. Trong khi ở khu vực huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc ở mức cấp 4-5. Còn trên các vùng biển còn lại của nước ta đều không có gió mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.